chào toàn thể các anh chị cô gì cho bác yêu hoa lan trên toàn quốc nhé. Em lên cho các anh chị vài số đơn hàng vào buổi phiên sáng trưa ngày hôm nay. Đó, các bác nằm một chút đơn nào thì cứ liên hệ qua em nha. Em sẽ đến đơn hoàng nhạn nha các bác. Hoàng nhạn này là hoàng nhạn tháng 4, kết rất là đẹp luôn. Đó, một con cây thì rất là đẹp, hoa thì cực kỳ thơm, và mùa này nên các anh chị cứ sưu tầm hoàng nhạn nha. Đó, bác nào thích nhạn thì là chơi nhạn, bác nào thích trâu chơi trâu. Đây, cây này có quả này. Đó, có quả này, hai cây này, ba cây này. Đó, hết tháng là chơi nó có nụ rồi, các bác nên mang về tưới nước thôi. Là cây khỏe rất là đẹp, ba cây này. Em để giá 200k thôi, hai cây to luôn và một cây bé. Hình số 2 có giá 200k là đơn trâu này, một cây này, hai cây này, ba cây này và bốn cây. Bốn cây lá siêu mít như thế này rất là đẹp, 200k. Đây là hình số 2 nhá. Cái hình số 3 có giá là 200k. 200k hình số 3 nha các bác, là đơn combo rất là nhiều loại. Trâu này, có em quý tím đỏ đỏ tươi tươi rất là xinh. Hai cây. Ba cây nhạn rời nữa. Đó, bốn cây nhạn nguyên bản này. Năm cây trâu nguyên bản. 6 cây nhạn nguyên bản, đơn này tổng thể là 6 cây, combo 200k. Đây là hình số 3 nha. Cái hình số 4 nha các anh chị, 200k combo là trâu với nhạn. Bác nào yêu thích trâu thì chơi trâu, bác nào thích nhạn thì chơi nhạn, bác nào chơi combo thì lấy combo này về chơi nhá. Đó, combo này thì dễ chơi này. Đó, 3 cây, 4 cây và 5 cây. 3 cây trâu, 2 cây nhạn lớn, 200k luôn. 200k luôn đây này. Dễ chơi luôn đấy các anh chị. Đây là hình 4. Hình 5. Hình 5 là 200k nữa. Đó, một cây nhạn to này. Hai cây trâu, ba cây trâu, bốn cây, năm cây trâu. Bốn cây trâu và một cây nhạn to. Anh chị nào mà chốt đơn này cũng 200k. Đây là hình số 5 nha. Hình số 6, 200k là đơn trâu nguyên bản rất là xinh, một cây này, hai cây này, toàn mít đẹp xịn sò luôn đó. Ba cây và bốn cây. Bốn cây trâu mít đẹp to như thế này 200k. Đây là hình 6. Hình 7 có giá là 200k luôn. Hình 7 là 200k. Một cây hoàng nhạn khá là to và đẹp, hai cây. Hai cây này là hết tháng là chơi hoa luôn đấy các anh chị nhé. Ba cây và bốn cây hai em này nữa. Bốn cây hoàng nhạn này 200k. Đây là hình 7. Hình 8 có giá là 300k, đơn này 300 em nhầm nhá, tại vì nó 250 đi. Nó nhiều quá các anh chị. Một cây này, hai cây này, ba cây này, toàn mít không nha. Bốn cây này, năm cây. Đơn này làm cho các anh chị tưới nước là cây lá nó rất là xanh, lá cứng dày lắm. 2, 4, 5, 6 cây và 7 cây luôn nha các anh chị nhé. 7 cây to, 250. Đây là hình số 8. Hình số 9 có giá là 200k. Đơn rời, thêm kèm cây nhạn, thân cong thân dài này nữa. Một cây nhạn này, một cây trâu to này, lá dày lắm. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây và năm cây. Đó, tổng thể là 5 cây, toàn là đơn lớn không, 200k. Đây là hình 9. Hình 10 là em có một cây lá chỉ thiên. Bắt đầu chưa có hàng lá chỉ thiên như thế này, rất là đẹp luôn, VIP luôn, cây to nhá. Bắt đầu yêu con lá chỉ thiên này, em để giá 130 này. 130 hình 10 nhá. Và hình 11 là đơn trứng bướm nha các anh chị nhá. 11 là đơn trứng bướm rất là nhiều, nhiều lắm. Về các anh chị bấm vào pin mà ghép lên cho em nó này. Cây này là nó ra hoa vào tháng 4 luôn. Đó, tháng 4 với tháng 6 là nó ra hoa hai mùa. Nên các anh chị mang về ghép đơn này này. Đó, nó ra rễ thì đợi chơi hoa thôi. Đơn này rất là nhiều, 200k. Đây là hình cuối cùng, hình trứng bướm là hình 11. Phiên trưa nay em có 11 đơn hàng đấy. Các bác nào mà chốt lên đơn nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Em xin chào toàn thể các bác nha.